Xin chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta cách sử dụng cái máy cán màng này. Thì đây là một cái máy cán màng, khổ của nó là 1m6. Thì nó dùng để cán những cái bản in. Sau khi mình in ra thì mình cần cán phủ, thì chúng ta sử dụng cái máy cán màng này. Cụ thể là những cái vật liệu như là decal hay là BB thì đa phần là sẽ thường sử dụng qua cái máy cán màng này. Thì trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết việc sử dụng máy cán màng thì mình cần phải biết là cái mục đích của việc cán màng để làm gì. Thì thứ nhất đó là những cái bản in chúng ta thường khi mà in xong á, thì khi mà chúng ta đưa vào sử dụng, trước khi sử dụng thì thường chúng ta sẽ phải là qua quá trình là lắp đặt. Lắp đặt là có nghĩa là dán lên những cái bề mặt khác, ví dụ như là những cái bảng hiệu quảng cáo nè, hay là dán lên những cái mảng tường, mảng kính, và có thể là sử dụng trong nhà hoặc là ngoài trời. Thì cái việc cán màng ở đây nó sẽ có tác dụng là, thứ nhất là nó sẽ bảo vệ cái bề mặt của bản in, nó bảo vệ thì để khi mà mình thi công lắp đặt á, thì chắc chắn là mình sẽ tiếp xúc trực tiếp lên trên cái bề mặt của cái mực in, thì nó sẽ dễ gây ra cái hiện tượng là trầy xước, cọ quẹt, bong tróc gì đó, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cái việc chất lượng của cái tác phẩm cuối cùng đó. Thì việc cán màng là để giúp chúng ta giải quyết được những cái vấn đề đó. Cái thứ hai nữa là nó sẽ bảo vệ được cái bề mặt của mực in để trong quá trình mình sử dụng, nếu như những cái trường hợp mà mình sử dụng ngoài trời thì với những cái phần decal hay là BB gì mình in thì mình có cán màng thì chắc chắn là cái độ bền nó sẽ cao hơn so với những cái việc mà không có phủ lớp cán màng này. Thì tác dụng của việc cán màng là nó sẽ gia tăng cái hiệu ứng của cái sản phẩm in của chúng ta. Thì ví dụ như là chúng ta có thể xem trực tiếp qua cái bản in ở đây đã được cán phủ qua lớp màng bóng đây. Thì bản in cán phủ lớp màng bóng nó sẽ gia tăng cái độ rực của màu sắc hơn so với cái việc không có cán màng, và nó sẽ bị là phản xạ bởi ánh sáng đèn đó. Chúng ta có thể nhìn thấy nó bị phản xạ ánh sáng như thế này. Rồi cái hiệu ứng thứ hai là hiệu ứng cán màng mờ. Thì ở đây hiệu ứng cán màng mờ thì nó sẽ cho màu sắc nó sẽ dịu hơn, nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng nhìn nó đẹp mắt hơn và không bị phản xạ bởi ánh sáng. Thì ngoài ra thì còn có rất là nhiều cái hiệu ứng khác, và như là màng kim tuyến hay là những cái màng khác đặc biệt hơn thì mình sẽ giới thiệu ở những cái video sau. Thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng và mục đích thì mình có thể là chọn những cái hiệu ứng cho nó phù hợp với nhu cầu riêng của mình. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ vào từng cái bước chi tiết để chúng ta vận dụng và sử dụng cái máy cán màng này để làm sao cho nó đạt hiệu quả hơn. Trước khi chúng ta mà vào vận hành chi tiết thì chúng ta cần phải hiểu là cấu tạo của cái máy cán màng cũng như là nguyên lý hoạt động của nó như thế nào. Thì ở đây thành phần chính của máy cán màng đó chính là hai cái trục lô cán này. Thì ở đây hai trục lô cán nó đang là trục lô trên nó nâng lên, trục lô dưới là cố định. Thì cái việc mà nâng hạ cái lô cán phía trên, chúng ta sẽ dùng cái điều khiển bằng nút ở đây, thì nó sẽ có là sử dụng hơi đây, nâng hạ. Thì ở đây nó dùng cái bình hơi nén khí này là nó cấp hơi cho cái phần mà nâng hạ của cái trục cán. Thì mình lưu ý là nhớ là đóng hoặc là mở van khi chúng ta bắt đầu sử dụng. Ở đây thì cái van thẳng như vậy là nó đang mở, lưu ý cái phần này. Rồi tiếp theo là những cái thanh cuộn như thế này, là nó có 5 thanh cuộn chính trong máy. Tính từ ở phía trước ra sau đi, thì đây là cái thanh cuộn số 1, thanh đầu tiên. Thanh này là thanh dùng để chúng ta gắn bản in, cuộn vật liệu đã in đây. Đây là cuộn vật liệu chúng ta đã in xong rồi. Tiếp theo là thanh số 2, là thanh ở vị trí này. Thì thanh này là dùng để chúng ta cuộn cái phần đế của màng, khi mà cán thì nó sẽ dư lớp đế màng đây. Đây là một cái lớp đế của màng cán nó dư ra, thì máy nó sẽ tự động sẽ chạy theo nó cuộn vào. Đối với những cái cuộn màng cán mà không có đế thì chúng ta sẽ không có sử dụng cái thanh trục này. Rồi cái thanh trục số 3 là thanh trục chúng ta gắn cái màng cán lên đây. Và lưu ý là cái việc mà chúng ta gắn màng cán thì là cái lớp đế chúng ta phải quay lên trên như là trong cái cuộn này. Và tiếp theo đó là cái cuộn thứ tư. Thì cái thanh nó sẽ nằm ở vị trí này thì là dùng để gắn những cái cuộn màng không đế, chúng ta sẽ gắn ở cái thanh trục này, hoặc là cũng có thể gắn ở trục số 3 cũng được.
là hai cái sử dụng cho màng không đế thì được hết rồi. Và thứ năm đó chính là cái thanh thanh cuộn này, dùng để gắn cuộn những cái phần mà vật liệu sau khi mình cán màng xong là mình sẽ cuộn vào thanh thứ năm này. Ok, ngoài năm cái thanh trục cuộn chính thì nó sẽ còn có những cái thanh thanh lăn nó hỗ trợ để cho nó căng cái phần bản in của chúng ta. Đây là cái con lăn ở phía trước thì nó sẽ căng cái lớp màng lớp cuộn decal vật liệu in này. Rồi cái thanh lăn số 2 là cái thanh lăn ở giữa, nó sẽ căng cái lớp màng cán của chúng ta. Thì con lăn này lưu ý là cái lớp màng cán nó phải nằm dưới con lăn căng lớp màng này. Đó, nó sẽ lăn và nó sẽ căng cái lớp màng của chúng ta. Ở đây. Và con lăn thứ ba ở đây là con lăn này nó sẽ căng cái lớp màng mà không có đế, là sẽ sử dụng con lăn này. Thì tùy theo cái độ dày mình có thể nâng hạ con lăn gần hoặc là xa so với cái cuộn màng không đế. Rồi con lăn này thì nó hỗ trợ là căng cái phần mà đã cán rồi khi mà chúng ta quấn cuộn ở đây. Và nó có một cái tác dụng nữa, khi mà ở đây nó sẽ có ba cái con dao, thì khi mà mình muốn dùng cái con dao để mình có thể là xả biên hoặc là xả giữa, thì ở đây có ba con dao, mình có thể xả hai con ở hai bên và một con ở vị trí nào ở giữa hoặc là vị trí bất kỳ. Thì muốn xả được thì nó phải qua cái con lăn căng này để có thể xả xuống. Khi mà mình muốn xả biên thì mình chỉ cần điều chỉnh cái vị trí phù hợp, rồi sau đó là mình sẽ hạ cái mũi dao xuống như thế này. Thì ở đây nó sẽ tự động, khi mà máy chạy thì nó sẽ tự động, nó sẽ cắt cái phần biên bỏ đi và sẽ giữ cái phần còn lại của mình cần sử dụng. Rồi còn đây là cái phần mà vị trí của bảng điều khiển của máy. Thì để vào chi tiết thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc mà cán cụ thể thì chúng ta sẽ dễ hình dung hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng bước chúng ta cách sử dụng cái máy cán màng này. Thì bước đầu tiên đó chính là chúng ta cần phải lên cái cuộn vật liệu chúng ta cần cán ở vị trí của cái thanh trục đầu tiên, là thanh trục số 1 này. Thì lưu ý là khi mà mình cán thì cái phần mà vật liệu là mình phải lên trên, cho nên là mình sẽ gắn cái phần mí của đề can, nó sẽ cái chiều hướng của nó ra ngoài như này, để khi mà lên cuộn xong là nó sẽ cái phần này nó sẽ đi thẳng vào trong cái phần của lô cán như thế này. Đó thì lưu ý để cho nó đúng. Và mình có thể là để sát vào trong cái này để nó làm điểm tựa, để khi mà mình gắn cái thanh trục nó sẽ nhẹ nhàng dễ dàng hơn. Đó rồi thì tiếp theo là mình gỡ cái thanh trục này ra. Thì mình lưu ý là khi gỡ ra thì ở đây là thông thường là nó sẽ có cái chốt khóa, còn ở đầu bên trái thì nó sẽ có những cái ngàm, cho nên là mình sẽ ưu tiên mình phải là gỡ nhất cái đầu bên tay phải ra như thế này. Đó thì nhấc ra thì đầu bên trái nó có cái ngàm thì mình chỉ cần rút nó ra như vậy thôi. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ gắn thanh cuộn này vào trong cuộn của vật cuộn đề can để mà mình cán màng. Đó thì lưu ý là mình sẽ gắn cho nó nằm khoảng giữa của thanh trục cuộn đề can, cần cán này nằm giữa thanh trục. Rồi và khi mà mình gắn vô cái thanh trục số 1 á, thì lưu ý là chúng ta sẽ gắn là từ bên bên trái trước. Tại vì cái đầu bên trái chúng ta nhìn ở đây nè, nó sẽ có cái ngàm như thế này. Đó, mình cần gắn cái ngàm này vô trước trong cái thanh trục. Rồi. Và qua bên tay phải thì nó không có ngàm, cho nên là mình chỉ cần gá nhẹ vào nó như thế này thôi, là mình đẩy nó xuống thì nó sẽ vào vị trí của nó. Này, lưu ý thì mình phải khóa lại như thế này để nó sẽ giữ cái phần thanh trục của chúng ta. Trong quá trình máy cán màng thì nó sẽ chạy và nó sẽ kéo cái thanh này, nó sẽ có những cái tình trạng nó bị nhấc ra. Lỡ mình quên khóa thì ví dụ như mình quên khóa, mình đang cán là nó bung ra như vậy, mình sẽ dễ bị hư cái phần bản in của mình. Bước tiếp theo là chúng ta cần phải lên cái cuộn màng để chúng ta có thể là cán cái phần vật liệu của mình. Thì cái việc mà lên cái cuộn màng cán của ở thanh đây là thanh trục số 3, thì cái cách chúng ta lên cuộn màng nó cũng y chang như cách chúng ta lên cuộn vật liệu in. Và khi mà mình lên cuộn màng thì chắc chắn là mình phải biết là mình cán cái loại màng gì, rồi cái khổ của màng đó là khổ bao nhiêu, nó phải phù hợp với lại cái cuộn vật liệu in chúng ta cần cán. Nhưng mà cái điều lưu ý quan trọng ở đây là cái chiều dài mà nó còn lại của cái cuộn màng á, là nó phải là dài hơn với cái cuộn mà vật liệu in của chúng ta. Chứ nếu không thì nó sẽ bị cái tình trạng là mình khi mà mình đang cán thì nó sẽ hết màng đi, thì lúc đó là
nó sẽ bị gây ra hư cái phần bản in chúng ta cần gắn màng ở đây. Cái lưu ý tiếp theo khi mà lên cuộn màng á, thì chúng ta cần phải chú ý là cái chiều của cái màng, làm sao để cho cái phần đế nó phải quay lên trên, nó phải quay lên trên như này đó. Đây thì đây là cái lớp đế của màng, nó phải quay lên trên để cho khi mà vật liệu cán là nó sẽ cuộn lớp đế lên đây, và khi mà tách lớp đế ra nó thì cái lớp keo của màng cán nó sẽ qua lô như này, thì nó sẽ phủ xuống cái bề mặt của bản in, nó sẽ tiếp xúc trực tiếp để mà nó cán vào bản in. Tiếp theo là chúng ta sẽ lên cái bản in qua lô, mình sẽ kéo cái phần bản in để cho nó được di chuyển qua lô. Đó, thì bản in chúng ta là phải luôn luôn cái bề mặt bản in, mực in nó phải nằm ở phía trên như thế này thì nó mới đúng, để khi mà nó qua lô nó sẽ được cán với lại cái lớp màng này. Đó, thì mình sẽ xoay cái thanh lăn này cho nó xả lề can qua. Thì lưu ý là mình sẽ cho cái phần cả cái phần mà bản in này và cả cái phần màng này nó qua lô này khoảng một đoạn khoảng 20 cm, để chúng ta sẽ cán mồi một cái đoạn ngắn rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu cán hết cái cuộn này được. Đó, đây đây mình sẽ di chuyển nó qua. Rồi cái lớp màng thì mình cũng cho nó qua luôn, nó qua khoảng 20 cm. Rồi tiếp theo thì mình cần phải là cân chỉnh cái phần biên của lớp màng nó phải là thẳng với lại phần biên của bản in decal, chứ nếu không á thì nó sẽ dễ bị dư cái phần keo ra, nó sẽ dính vô lô, nó sẽ gây hư hỏng. Này mình cân chỉnh là mình có thể điều chỉnh cái cuộn decal đó, có thể di chuyển qua trái qua phải, thì mình sẽ nhìn vào phần biên, hai biên nó phải đều với nhau. Rồi ok, rồi tiếp theo là tới cái phần mà căng cuộn thì mình phải qua cái vị trí ở phía sau của máy để mà tiến hành là căng cái cuộn cho nó thẳng. Ok, thì ở đây mình có thể là hạ cái lô xuống để cho nó giữ vật liệu của mình lại, hạ xuống nó giữ, mình đi ra phía sau mình sẽ căng cuộn lại. Đây là cái phần mà ở phía sau của máy, thì ở đây là một cái bước vô cùng mà quan trọng trong cái thao tác cán màng này, đó là chúng ta phải căng cái phần decal này nó thẳng theo lô, còn kể cả phần màng nó cũng phải thẳng theo lô, thì mình phải là nâng cái lô lên, mình phải nâng cái lô lên này, nâng lô nó lên. Rồi đó, thì cái thao tác mà căng này á, là mình phải căng đều để cái phần màng phía trên nè là nó phải ôm sát vô cái lô phía trên, và cái phần mà đề can phía dưới này nè là nó phải ôm sát vô, nó phải căng thẳng sát với lại cái lô phía dưới đó. Thì mình sẽ giữ cái vị trí hai cái ngón tay mình sẽ kẹp vô giữa như thế này, đây rồi sẽ căng đều. Nó lưu ý nó như vậy là phù hợp, và cái độ mà dư ra này thì nó khoảng nằm mà giữa giữa cái thanh 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 sắt đứng mặt đứng này là ok, đừng có dài quá cũng đừng có ngắn quá thì nó sẽ gây khó khăn trong quá trình mà chúng ta cán. Rồi đó, mình cân cân chỉnh xong á thì mình sẽ xuống cái lô lại, mình sẽ xuống cái lô lại đây, xuống lô lên lô nè, xuống lô nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành chúng ta tách cái phần cán mồi ra, tách cái lớp đế ra đó, thì mình sẽ tách từ từ mí này ra, tách một đoạn này ra đây đó. Thì lưu ý là khi mà mình tách lớp đế ra đó là mình không được buông tay ra, lúc nào cái tay cái ngón tay của mình cũng phải giữ cái lớp đế hết, mình chỉ được phép di chuyển thôi, đây di chuyển chứ không được buông ra. Thí dụ mình muốn di chuyển cái tay này thì mình giữ cái tay này mình di chuyển tiếp theo, chứ mình không được buông ra, ra thì nó là rớt ra lại như vậy nè, là mất công rồi, nó sẽ dễ dính vô cái phần bản in phía dưới nó sẽ hư đó. Đây là cái thao tác tách đế và cán một cái đoạn mồi để mà chúng ta trước khi chúng ta cán cả cuộn nè.
các bạn có thể thấy là khi mà mình muốn di chuyển cái tay á, thì mình phải đổi tay nè, đó mình đổi tay, ví dụ mình di chuyển qua đây mình đổi tay này, hoặc là mình di chuyển qua đây thì mình đổi tay, chứ mình không có buông cái lớp lớp màng ra. Rồi và bây giờ mình sẽ gấp cái phần đế này cho nó vào cái rãnh rãnh giữa của hai lô này. Đó. Thì mình chú ý mình gấp cho nó đều đều từ giữa sang hai bên và đều từ giữa sang mình sẽ vuốt cho nó ôm sát vô, dùng hai ngón tay, dùng hai cái phần của hai ngón tay có thể là mặt trước hoặc sau rồi đó, mình sẽ vuốt nó đi thẳng như này. Đó. Rồi mình đổi tay nè, mình đổi tay, cái thao tác mình sẽ là như vậy. Mình muốn đổi tay thì mình giữ cái tay này đó, mình sẽ dùng cái tay bên trái mình vuốt cái đế cho nó ôm sát vô cái lô. Rồi mình muốn di chuyển cái tay thì mình phải đổi tay đây qua đây đó, chứ đừng có buông ra nha, lưu ý nha, không được buông tay ra, đổi tay thôi, đổi tay nè, đổi tay rồi, đổi tay này qua đây đó. Rồi một tay ở giữa và một cái tay thì tay phải thì mình sẽ dùng, mình vừa giữ cái mí bên ngoài của màng và mình vừa lăn cái con lăn lăn cái lô cán này cho nó đi ngược lại về phía trước để nó cán mồi cái phần mà mình đã tách đế ra đó. Rồi cứ lăn nhẹ đều thôi. Rồi đó thì lưu ý là mình lăn mình cũng phải giữ nó lại khoảng 1 xăng đi, như vậy là an toàn, chứ còn mình lăn quá là nó tuột ra phía trước luôn là không có được, là phải làm lại, đôi khi nó sẽ hư luôn á. Rồi thì khi mà mình lăn gần hết thì mình sẽ lại lăn lại tiếp để nó sẽ giữ cái mí này, nó sẽ không có bị cuốn cái mí này vô cái lô. Đó là trường hợp mà dư màng nè, trường hợp dư màng nó sẽ bị dễ bị dính vô lô, mình sẽ thường mà mình sẽ không có để lớp màng này dư khỏi cái lớp decal, mà nó sẽ là bằng hoặc là lớp màng hoặc bằng hoặc là ngắn hơn cái lớp decal. Rồi và bây giờ mình sẽ quay ra cái phần phía trước của máy. Bây giờ là mình đang ra cái phần phía trước của máy á, thì đầu tiên là mình cần phải xoay cái thanh cuộn này để cho nó cuộn cái phần vật liệu cho nó thẳng vào để cho nó căng ra đó, căng ra thì mình kiểm tra mình có thể thấy nè cái độ căng của vật liệu nè, căng hai bên nè. Rồi tiếp theo là mình cũng phải cuộn cái phần cuộn cái cuộn màng lại đây, thu cuộn màng lại, cuộn màng nó cũng phải căng như thế này, đây là nó căng lên. Rồi khi mà chúng ta đã căng xong cái phần decal cũng như là cái phần màng cán rồi thì cái tiếp theo là mình cần phải kéo cái lớp đế, đây là lớp đế của màng, kéo đều, mình dùng hai tay mình sẽ kéo đều hai bên, kéo đều lên như này đó để cho nó cuộn sát vào cái lô số trục, đây là thanh số 2. Rồi thì ở đây mình có thể căng lại, mình sẽ căng cái cuộn nè, các bạn có thể nhìn kỹ nè, cái đây là lớp đế nè, lớp màng nó phải căng như vậy, lớp màng nó sẽ căng như ngay chỗ cái, đây là cái trục lăn như lúc nãy là mình có nói ngay từ đầu là trục lăn này là để căng màng cán đây đó, như vậy là màng nó phải căng đều nè, và cái lớp đế này nó cũng phải căng lên đó. Mình có thể nhìn cái phần màng căng thẳng phần đế. Rồi mình dùng cái băng keo, băng keo này là mình nên chuẩn bị sẵn nha, băng keo trong. Lớp đế này là dán lên cái cuộn này là đa phần là phải dùng băng keo trong mới dán dính được, nếu mình dùng băng keo giấy thông thường thì nó sẽ không có đủ cái độ dính của keo đâu. Rồi như vậy là chúng ta đã xong các bước để chúng ta có thể bắt đầu là cán cả cái cuộn dài. Rồi tiếp theo là cái phần chúng ta sẽ chạy máy qua bảng điều khiển này để cho máy nó sẽ vận hành, nó sẽ cán cái màng của chúng ta. Và bây giờ thì mình sẽ cho máy chạy thực tế để chúng ta có thể là dễ hình dung cái thao tác máy hoạt động như thế nào. Thì ở đây là đang máy chạy tự động nè. Rồi ở đây là cái chiều của máy chạy, ở đây là chiều chạy về phía trước nè, ở đây là phía sau nè,
ở giữa là stop, ở đây là chạy ngược lại, đây là chạy về phía trước. Thì khi mà muốn máy chạy thì mình sẽ chỉnh tốc độ lên. Thì lưu ý là khi mà máy mình mới lên cuộn như thế này thì mình chỉ chỉnh tốc độ chậm vừa, chạy chạy vừa thôi, không được chạy nhanh đâu. Đó. Đây mình sẽ chỉnh thử nè. Cho máy nó sẽ hoạt động. Ở đây là đang chế độ tự động. Bây giờ mình sẽ tắt đi nè. Đó. Thì đây là cái bàn đạp mà có thể là dùng để thủ công, thì ở đây là dùng đạp chân thôi, nhưng mà do là đang hướng dẫn cho nên là mình đang để đây cho các bạn chúng ta dễ hình dung. Thì khi mà mình đạp chân đó, thì máy nó sẽ tự động nó chạy nè. Nhưng mà với trường hợp là tốc độ mình phải chỉnh rồi thì máy mới chạy, chứ nếu tốc độ ở không đó, thì máy nó sẽ không có chạy. Đây có nguồn nhưng mà máy không chạy thì mình cũng phải chỉnh tốc độ lên. Thì khi mà mình đạp chân thì máy sẽ chạy như này. Tốc độ yếu quá, để chỉnh lên chút xíu. Rồi. Đây, đó. Đó. Rồi, thì ở đây máy nó sẽ chạy khoảng một đoạn 20 xăng. Thì mình lưu ý là mình dừng lại để mà mình quấn cái phần mà bên phía sau máy là nó đã cán lớp màng rồi, thì mình cần phải quấn vào cuộn. Thì mình phải dừng lại, mình phải quấn cuộn rồi mình mới chạy tiếp được. Rồi, ok. Bây giờ mình qua phần phía sau để mình quấn cái phần cán nó vô trong cái cuộn. Thì cái phần phía sau này là phần mà đề can chúng ta đã qua cái phần cán màng. Đây là lớp đề can đã qua cán màng. Thì đây là cái trục lăn cần căng lên để khi mà mình cuộn vào trong cái ống giấy sau khi máy cán chạy tự động. Đó thì các bạn chúng ta cần phải chuẩn bị khoảng 2 đến 3 cái đoạn băng keo giấy. Mình sẽ cuộn từ giữa. Mình sẽ cố định từ giữa. Cố định từ giữa cuộn. Rồi, một cái từ giữa đi. Một cái mà đầu bên trái và một cái đầu bên phải của cuộn. Đó. Đó. Thì ở đây là do là mình ở phía sau cho nên là mình có thể là dùng cái bàn đạp. Đó. Thì mình để cho máy nó chạy để mình kiểm tra cái phần cán này vô. Cán phần quấn cuộn vô đây. Đó. Rồi, thì nó chỉ cần cuộn sơ vào như vậy thôi. Thì mình phải ưu tiên ra phía trước để mà kiểm tra cái lúc máy nó đang chạy, kiểm tra cái phần đề can này, cuộn này nó có căng hay không, cuộn màng này nó có căng hay không. Đó. Thì sau đó mình sẽ chuyển sang chế độ tự động cho máy chạy. Thì mình sẽ chuyển sang chế độ tự động, xe máy sẽ tự chạy. Đây. Rồi, máy đang chạy tự động cán cả cuộn này. Đó, thì xuyên suốt quá trình nó là như vậy. Lưu ý thì trong quá trình mà máy cán màng thì mình cần phải là quan sát, đôi khi là những cái bản in nó có bị vấn đề gì đó thì mình có thể là dừng lại, hoặc là ở đây nó sẽ có cái nút khẩn cấp mình có thể bấm vào để cho máy nó dừng lại. Đó, trong trường hợp khẩn cấp là bản in nó dính bụi hay là bản in dơ hay là bản in bị vấn đề gì đó thì mình dừng tạm thời để mà mình có thể kịp thời mình xử lý những cái vấn đề. Còn nếu như trong trường hợp bình thường thì mình có thể cho nó chạy liên tục. Rồi. Cái lưu ý nữa là quan sát để mà cho hai bên nó đều thẳng thì bản in nó mới cán được thẳng được. Và cái điều mà mình lưu ý cuối cùng mà trong quá trình mình cán đó là khi mà cái phần cuộn in của mình á, mình cán gần kết thúc rồi á, thì mình phải dừng lại để mình cắt cái phần màng đi. Thì cái vị trí mà mình sẽ cắt màng nó sẽ nằm ở vị trí này. Mình sẽ cắt một cái đường thẳng, mình sẽ cắt dựa vào cái điểm tựa của con lăn và mình sẽ cắt cái đường thẳng qua bên từ bên phải qua trái. Thì cái phần màng còn dư lại nó khoảng hơn một găng tay đó, thì do đó là chúng ta sẽ dừng lại cái phần đề can in nó sẽ hơn một găng tay, nhưng mà cái phạm vi an toàn cần cắn màng nó phải nhỏ hơn để cho nó không bị lệch hoặc là nó không bị hụt gì đó. Thì nó sẽ nằm ở vị trí là từ thanh trục lăn này trở vào trong là phạm vi an toàn để có thể cán được màng. Còn phạm vi phía sau bên ngoài cái trục lăn này là không cán màng, không an toàn.
đó. Như ở trường hợp này thì do là mình chạy nó hơi sâu vào trong một xíu, đúng là nó phải dừng ở cái phần cái máy in này nè, nó phải dừng ở khoảng phạm vi này thì nó sẽ tiết kiệm hơn một chút. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành là cắt cái phần màng đi. Khi mà mình cắt á, thì lưu ý là mình sẽ cắt đường thẳng, mình sẽ tùy vào cái trục lăn này đó, và dùng một cái ngón tay trái mình sẽ giữ cái lớp màng, để cho nó không bị úp xuống đây, không bị úp xuống bản in thì nó sẽ dễ bị đùng, dễ bị bọt và nó sẽ hư cái phần cuối của cái bản in này. Cho nên là nên lưu ý dùng dùng tay đó, mình sẽ cắt tùy vô trong này và mình dùng tay mình giữ nhẹ lại. Rồi đó, lưu ý là phải giữ giữ cái phần màng, không được để cho nó ập xuống bản in của đề can. Rồi bây giờ mình sẽ chạy máy tiếp để cho nó chạy hết phần cuối cùng đó. Ở đây nè, trong trường hợp này thì mình có thể dùng qua cái phần bằng đạp chân. Bằng đạp chân là để mình đạp chân nó chạy thì hai tay mình có thể giữ được màng nó an toàn hơn. Chứ nếu mình ở đây là màng 1,2 m cho nên là nó ngắn thì mình có thể dùng một tay, nhưng mà đối với trường hợp mà màng hết khổ của máy á, thì lúc đó là một tay mình không thể nào mình giữ hết thì mình phải dùng hai tay. Thì ở đây mình sẽ tìm cái bằng đạp chân. Cái bằng đạp chân thì thường nó sẽ nằm ở vị trí này, thường nó sẽ mặc định nó sẽ nằm ở vị trí này. Đây mình sẽ thao tác để cho các bạn hình dung là cái ứng dụng của cái đạp chân. Ví dụ trong trường hợp này hai tay mình sẽ giữ hai đầu của cuộn màng cán, thì lúc đó là mình chỉ cần đạp chân nhẹ thôi thì nó sẽ chạy. Rồi đạp chân nhẹ đó, đó thì với cái trường hợp mà lỡ màng nó dư á thì mình sẽ cho nó chạy ngược lại để mình cắt lớp màng ra. Nè, chạy ngược lại nè, tới đây mình có thể cắt lớp màng ra. Thì khi mà mình cắt á, thì lưu ý là trên cái mặt bàn của máy ở đây thì nó sẽ có cái rãnh, mình sẽ dùng dao mình cắt theo rãnh này đó thì nó sẽ thẳng hơn. Thì mục đích của việc cắt bỏ cái phần này đi là để cho những cái trường hợp mà màng dư như thế này khi mà chạy qua nó sẽ không mà dính vô luôn. Rồi mình bỏ phần này đi. Rồi thì bây giờ mình sẽ chạy cho máy chạy qua ra phía sau, có thể dùng chân. Và như vậy là chúng ta đã xong cái phần cán màng cuộn và đây là kết quả cuối cùng đó. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần gỡ nó ra và chúng ta sử dụng. Rồi thì chú lưu ý là nên gỡ những cái phần khóa ra và mình nhấc cái đầu của không của máy mà không có ngàm khóa. Rồi sẽ rút ra, mình sẽ đem cả thanh này ra ngoài. Ok rồi, đây là cụm màng mà mình mới vừa cán xong thì mình rút nó ra. Đây đây, cụm màng đã cán. Và như vậy là chúng ta đã xong cả một cái quy trình cán màng cuộn dài và chúng ta đã quấn cuộn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.